Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình gặp gỡ khán giả tuần này. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua thì Tổng thống Pháp François Hollande đã có chuyến thăm tới Việt Nam, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quan hệ hai nước. Trong chương trình tuần này thì mời quý vị và các bạn cùng đến với những câu chuyện đặc biệt xung quanh mối quan hệ Việt-Pháp. Được đặt nền móng từ thế kỷ 17, mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Pháp đã trải qua nhiều thăng trầm lịch sử. Từ là quan hệ đối đầu trong chiến tranh, đến quan hệ hợp tác, đối tác tin cậy trong hòa bình. Chính những thăng trầm đó của lịch sử đã nảy sinh những tình cảm tốt đẹp giữa người dân hai nước, những câu chuyện đẹp về tình bạn, tình yêu, tình cảm gia đình giữa những người mang hai quốc tịch khác nhau, Pháp và Việt. Chương trình gặp gỡ khán giả tuần này sẽ gửi đến quý vị và các bạn những câu chuyện đó qua các nội dung chính sau đây. Trung tâm văn hóa Pháp tại Hà Nội, cầu nối giúp hai nước Việt-Pháp xích lại gần nhau hơn. Câu chuyện tìm về cội nguồn của người con lai Việt-Pháp Pierre Massé. Những kỷ niệm về Việt Nam của cựu đại sứ Pháp tại Việt Nam Claude Blanc-Germaison qua cuốn sách Những năm tháng làm đại sứ tại Việt Nam. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chi tiết chương trình. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tiểu mục giải đáp thắc mắc đã nhận được câu hỏi của khán giả có tên là Vũ Thanh Bình, đang sinh sống tại Praha, Cộng hòa Séc, muốn được hỏi thêm thông tin về điều kiện và các thủ tục xin cấp giấy miễn thị thực. Giữa tháng 11 năm 2015, thì Nghị định số 82 của Chính phủ quy định miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc là công dân Việt Nam đã chính thức có hiệu lực. Và để trả lời những thắc mắc của bạn Thanh Bình cũng như là các khán giả quan tâm tới vấn đề này, thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây. Anh Vũ Thanh Bình, hay có tên là Bình Vũ trong hộ chiếu Séc, đã sinh sống và học tập tại Cộng hòa Séc được 15 năm. Mình đang rất thắc mắc là nếu mình là công dân Séc gốc Việt thì có phải là đối tượng có thể xin miễn thị thực không? Và để có thể xin được miễn thị thực thì mình cần phải hoàn tất hồ sơ và thủ tục như thế nào? Đối với trường hợp của anh Bình là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài, đã có hộ chiếu Cộng hòa Séc còn giá trị kể từ ngày nhập cảnh, thì anh là đối tượng được xét cấp giấy miễn thị thực. Theo Nghị định 82 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2015, đối tượng được miễn thị thực nhập cảnh, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc công dân Việt Nam. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Giấy miễn thị thực có thời hạn tối đa 5 năm. Thời hạn sử dụng của giấy miễn thị thực ngắn hơn thời hạn sử dụng của hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế của người được cấp ít nhất 6 tháng. Ví dụ, nếu thời hạn sử dụng của hộ chiếu là 3 năm, thì bạn sẽ được cấp giấy miễn thị thực có thời hạn là 2 năm 6 tháng. Người được cấp giấy miễn thị thực có thời hạn lưu trú tại Việt Nam trong thời gian 6 tháng và được phép xin gia hạn thêm 6 tháng khi cần thiết. Nghị định này thể hiện sự thông thoáng hơn, tạo điều kiện cho bà con Việt Kiều được lưu lại trên lãnh thổ Việt Nam lâu hơn. Các thủ tục cần thực hiện để xin cấp giấy miễn thị thực cũng được nêu rõ tại nghị định này. Đối với những cái người mà muốn xin được cấp giấy miễn thị thực lần đầu tiên, tức là cấp mới đấy, thì chúng tôi thủ tục trong cái nghị định 82 có quy định là phải có hộ chiếu, hoặc là giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, hoặc là giấy tờ mà các nước cấp cho những cái người Việt Nam này là thường trú ở cái nước đó. Thứ hai là họ phải có cái tờ khai xin cấp kèm theo ảnh dán ở đó và có một ảnh để rời. Thế và cái thứ ba ấy, là giấy tờ chứng minh là thuộc diện được cấp giấy miễn thực. Cụ thể trong cái việc mà thuộc diện được cấp giấy miễn thực là có những cái giấy tờ như sau: là giấy tờ chứng minh có quốc tịch Việt Nam hoặc là từng có quốc tịch Việt Nam. Thứ hai là giấy tờ chứng minh là vợ chồng con của công dân Việt Nam hoặc của người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Và cái thứ ba là trường hợp mà không có giấy tờ chứng minh là người Việt Nam định cư nước ngoài thì nộp giấy tờ có ghi đương sự là người gốc Việt Nam. Như vậy, với trường hợp của anh Bình, hồ sơ cần có hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế hoặc giấy tờ cho phép thường trú do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp còn thời hạn ít nhất 1 năm, kèm theo bản chụp để cơ quan có thẩm quyền cấp giấy miễn thị thực lưu hồ sơ. Tờ khai đề nghị cấp giấy miễn thị thực kèm theo hai ảnh, một ảnh dán trong tờ khai. Giấy tờ chứng minh thuộc diện cấp giấy miễn thị thực. Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp nếu trong đó có ghi người được cấp giấy tờ đó có gốc Việt Nam.
Thời gian xử lý hồ sơ là 5 ngày kể từ khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Ngoài ra, quý vị khán giả nếu muốn tìm hiểu thêm những thông tin về thủ tục xin cấp giấy miễn thị thực, có thể truy cập vào website www.miễnthithucvk.mofa.gov.vn. Hy vọng là những thông tin mà chương trình vừa cung cấp sẽ giúp cho bạn Thanh Bình thực hiện thủ tục xin cấp giấy miễn thị thực một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Thưa quý vị và các bạn, từ hơn 20 năm nay, Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội, hay còn gọi là Viện Pháp Expat, đã trở thành một địa chỉ giao lưu văn hóa, giáo dục quen thuộc đối với công chúng, nhất là những người biết và yêu tiếng Pháp. Mỗi khi đến đây thì công chúng được đắm chìm trong không gian mang đậm phong cách Pháp và được tham gia nhiều hoạt động thú vị. Trung tâm Văn hóa Pháp cũng chính là nơi giúp hai nước xích lại gần nhau hơn. Với ông Jean-Pierre Brickman và vợ ông, Viện Pháp tại Hà Nội là một nơi đặc biệt với họ. Ông chính là giám đốc đầu tiên của Trung tâm Ngôn ngữ và Văn minh Pháp, tên gọi trước đây của Viện Pháp. Còn vợ ông, bà Mai Phương Brickman, chính là lứa học sinh đầu tiên của Trung tâm. Năm 1991, Việt Nam bước vào thời kỳ đổi mới. Hai chính phủ Pháp và Việt Nam đều mong muốn viết nên một trang sử mới trong quan hệ giữa hai nước. Đại sứ Claude de Blanc-Messon trong nhiệm kỳ của mình đã nỗ lực để tăng cường sự hợp tác và giao lưu giữa hai nước. Điều đó thể hiện trong tất cả các lĩnh vực và đã mang lại lợi ích cho cả hai nước. Trong đó có việc thành lập Trung tâm Ngôn ngữ và Văn minh Pháp, thời đó được đặt trong khuôn viên của Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội trên phố Yết Kiêu. Khi đất nước mới bắt đầu mở cửa, việc thành lập một trung tâm văn hóa phương Tây đã mang một luồng gió mới cho những hoạt động văn hóa, nghệ thuật và đào tạo của thủ đô. Trung tâm Ngôn ngữ và Văn minh Pháp đã được công chúng đón nhận với sự hào hứng. Ngày khóa học đầu tiên vào năm 1992, trung tâm đã đón 750 sinh viên và hơn 1.000 người đến sinh hoạt. Thời gian đầu thì những người đến trung tâm là những người nói tiếng Pháp và đã có tuổi. Họ muốn nối lại với nền văn hóa, văn minh của Pháp trong bối cảnh hợp tác và đồng thuận để quên đi những trang đen tối trong lịch sử hai nước. Trung tâm nước ngoài đầu tiên ở Việt Nam vào cái thời kỳ đổi mới ấy, nó cho chúng tôi khám phá rất là nhiều văn hóa này, về ngôn ngữ này và nhiều cái rất là hay, thú vị. Từ năm 2003, L'Espace chuyển về trụ sở mới nằm trên phố Tràng Tiền. Đây là nơi gặp gỡ, giao lưu của tất cả những ai yêu nghệ thuật. Những triển lãm tranh, ảnh, tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ Việt Nam và Pháp được tổ chức thường xuyên tại sảnh triển lãm. Đây cũng là nơi diễn ra hàng loạt sự kiện văn hóa như trình diễn, hòa nhạc, chiếu phim, hội thảo, vì trung tâm sở hữu một khán phòng với thiết bị âm thanh, ánh sáng và sân khấu hiện đại. Không chỉ là một điểm đến về văn hóa, nghệ thuật, L'Espace còn là một trung tâm giáo dục. Thư viện đa phương tiện với không gian thân thiện và các thiết bị hiện đại đã thu hút gần 3.000 người đến làm thẻ. Với 24.000 tài liệu đa phương tiện, thư viện cung cấp cho bạn đọc thông tin về nhiều lĩnh vực, đặc biệt là văn hóa và ngôn ngữ Pháp. Thư viện của L'Espace không những nhận được sự yêu thích từ các bạn trẻ mà còn chiếm được thiện cảm của người cao tuổi. Đến đây thì thứ nhất là sách báo, rồi nghe nhìn những phương tiện hiện đại. Đây là một nơi tôi thấy rất lý tưởng về văn hóa. Các cháu tôi đến đây nó từ lâu rồi, các cháu bé nó mới học tiểu học thôi, nhưng mà nó cũng rất thích. Chúng tôi tăng cường trao đổi trong lĩnh vực sách. Tôi muốn nhấn mạnh đây là lĩnh vực rất thành công. Năm 2014 đã có 84 cuốn sách Pháp đã được các nhà xuất bản Việt Nam mua bản quyền để có thể xuất bản tại Việt Nam. Năm 2015 thì số sách này đã tăng lên đến 194 cuốn. L'Espace đã hỗ trợ các nhà xuất bản Việt Nam để có quyền dịch và xuất bản sách. Một trong những hoạt động quan trọng của Viện Pháp đó là tư vấn du học và đào tạo tiếng Pháp ở mọi lứa tuổi, trình độ. Năm 2015, 1.200 sinh viên Việt Nam đã được tư vấn đi du học tại Pháp và 3.500 sinh viên đã theo các khóa học tiếng Pháp. Các thầy cô luôn tạo động lực cho các học viên phải tự nói và tự nghe rất nhiều thay vì
một lối học truyền thống như Việt Nam là giáo viên giảng và học viên chép. Những năm gần đây chúng tôi rất quan tâm đến giới trẻ, không chỉ thanh thiếu niên mà cả trẻ em và gia đình. Chúng tôi luôn muốn tổ chức thật nhiều các hoạt động mới. Ví dụ, mùa hè chúng tôi đã tổ chức trại hè tiếng Pháp. Ngoài học tiếng, học sinh còn có thể diễn kịch, vẽ tranh, đi dã ngoại. Một hoạt động rất mới của LESPAS là tổ chức chuyến du lịch ngắn ngày cho học viên, vừa để học tiếng và vừa khám phá văn hóa. LESPAS trong hơn 20 năm qua đã góp phần không nhỏ làm vững chắc cây cầu nối giữa hai nền văn hóa Việt-Pháp và rộng hơn là giữa Việt Nam và cộng đồng các nước có sử dụng tiếng Pháp. Sắp tới, LESPAS sẽ triển khai đa dạng các hoạt động nhằm thu hút ngày càng nhiều công chúng Việt Nam, cũng như tăng cường giao lưu, hợp tác, trao đổi văn hóa, nghệ thuật và phát triển tiếng Pháp. Như là quý vị vừa thấy trong phần đầu của phóng sự vừa xem, những trung tâm như là Trung tâm Giao lưu Văn hóa Pháp không chỉ giúp cho người dân hai nước hiểu về văn hóa của nhau, mà đó còn là nơi bắt đầu của tình yêu, cũng là tình yêu của công dân hai nước Việt-Pháp. Nhưng câu chuyện sau đây lại có hoàn cảnh đặc biệt hơn. Đó là câu chuyện tình yêu của một quan đồn Pháp và một cô gái dân tộc Tày Việt Nam những năm Pháp thuộc. Tháng 9 năm 1940, cuộc khởi nghĩa vũ trang đầu tiên do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo chống lại thực dân Pháp và phát xít Nhật đã diễn ra tại Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Nhiều đồn bốt, đơn vị lính Pháp rút chạy. Những năm sau đó, từng gia đình lính Pháp Đông Dương đã trở về quốc mẫu, mang theo người vợ Việt và những đứa con lai. 76 năm sau, khi trưởng thành, nhiều người con lai Pháp Việt, trong đó có Pierre Marseille, đã quyết định trở lại quê mẹ Việt Nam để tìm hiểu nguồn gốc nơi họ đã từng sinh ra, nơi với họ còn ẩn giấu nhiều bí mật chưa được khám phá. Tôi sinh năm 1945 tại Hà Nội, thuộc xứ Đông Dương cũ. Bố tôi sinh năm 1886 tại Venezuela, đảo Kos. Năm 1905, ông bắt đầu sự nghiệp nhà binh và sau đó là một viên chức trong đội lính Đông Dương. Mẹ tôi là cô gái nông dân nhỏ bé, dân tộc Tày, tại vùng núi Lạng Sơn. Bà được tiếp thu nền giáo dục truyền thống và cũng như tất cả phụ nữ cùng thời, bà không được đến trường. Bố mẹ tôi mất trước năm 1992. Họ không kể cho tôi những gì đã trải qua. Tôi thật sự tò mò về câu chuyện của họ. Tôi đã trở về đây để tự mình khám phá bí mật của ông bà. Và đó là một câu chuyện đẹp. Năm 1950, sau những biến động của lịch sử, gia đình Pierre Marseille đã quyết định trở lại Pháp khi ông mới tròn 5 tuổi. Câu hỏi về nguồn gốc vẫn luôn là trăn trở lớn suốt hơn 42 năm. Năm 1992, 6 năm sau ngày mẹ mất, Pierre quyết định trở về quê ngoại. Tuy nhiên, tới năm 1994, ông mới chính thức tới được Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. Mảnh đất này tuyệt đẹp. Mẹ tôi đã từng ở đây. Người dân ở làng từng kể cho tôi về bà. Bà là người phụ nữ đẹp nhất vùng. 25 tuổi chưa kết hôn. Có thể bà muốn dành trọn cuộc đời mình cho công việc tâm linh, bởi bà ngoại tôi là một thầy cúng. Suốt 22 năm qua, mỗi lần được gặp những gương mặt thân quen này là Pierre Marseille, một người con lai Việt Pháp được biết mình đã trở về nhà. Cụ bà Mũ Thị Kịt là nghệ nhân làm then có tiếng trong vùng. Dù đã 92 tuổi, nhưng ký ức của bà về cô bạn đồng môn làm then xinh đẹp lấy ông trưởng đồn Pháp Hoàng Thị Phượng không thể phai mờ. Bằng bên tôi PE thì bà ngoại mẹ đẻ nó là con gái, cái bà để mẹ bác PE còn làm then như bà. Mẹ với cái anh bà còn dạy bà đan quần áo. Pour moi, c'était une mère qui n'était pas comme les autres.
Với tôi, mẹ không như những người mẹ khác. Có những bà mẹ không bao giờ đi chân đất. Họ cũng chẳng mặc trang phục truyền thống. Còn mẹ tôi là người Việt duy nhất ở đảo Cóc. Với tôi thì tất cả điều này là một điều bí ẩn. Bí ẩn cho tới khi tôi trở lại đây. Và giờ thì tôi đã hiểu rằng đó là truyền thống gia đình. Tôi quan tâm tới văn hóa Tây và đặc biệt là tổ tiên của mình. Thật sự là tôi đam mê được khám phá. Đó không chỉ là niềm tin tâm linh mà còn vào thần linh. Bởi mẹ tôi cũng từng làm nghề thầy cúng như bà ngoại. Giờ đây thì người mẹ nuôi của tôi, cụ Mỗ Thị Kịt, cũng là một người thờ cúng rất nổi tiếng trong vùng. Do đó, tôi về đây để quan sát mọi thứ. Với tôi, then không chỉ là tâm linh, mà còn là đời sống nghệ thuật của người Tây. Ở nơi đó, ta có thể tìm thấy những vần thơ, điệu hát và cả văn chương. Et pourquoi pas même de la littérature. Anh PA được sinh ra ở Hà Nội, còn các chị, các anh là sinh ra ở Bình Gia và đều biết nói tiếng Việt. Nhưng mà anh PA thì sinh ở Hà Nội và lớn lên ở bên nước Pháp, nhưng mà đã gắn bó với Bình Gia cũng phải đến 20 năm nay rồi, là quê mẹ của anh ấy. Thì riêng bản thân tôi thì tôi rất là cảm phục về cái tình yêu của anh đối với quê mẹ. Và tôi nghĩ rằng là trong anh ấy, dòng máu Việt Nam có lẽ là nhiều hơn dòng máu Pháp. Kể cả về tính cách, kể cả về suy nghĩ thì cũng đều na ná như người Tây vậy. Cách suy nghĩ chỉ nó khác về tiếng nói thôi. Mái tóc thì đen, tấm lòng thì cũng hướng về tâm linh tín ngưỡng. Tình cảm đối với quê mẹ thì cũng rất là đậm nét văn hóa Tây. Dạ, con người nó hiểu tâm, nó là nó thương, thương mẹ, thương, thương cái nước Việt Nam, thương biết này Nam mà để cho mẹ mình. Bây giờ là mẹ mình qua đời ở Pháp rồi, nhưng mà nó còn nhớ cái chỗ để giao cắt rốn. Bây giờ bạn thấy phụ lòng của nó, cảm phục. Để có thể trở về, được đón nhận, tin tưởng trên mảnh đất quê hương là hành trình gian nan đầy thử thách và bền bỉ. Sau 20 năm, tình bạn của hai người đàn ông này, một Việt, một Pháp, như sợi dây bền chặt không thể đứt rời, bởi tình bạn đó được xây dựng và kết dính qua hành trình vượt qua chông gai để Pierre Marseille tìm về quê mẹ. Năm 1992, lần đầu trở về Việt Nam, Pierre hào hứng, xen lẫn lo lắng. Thời điểm đó, thực tế không dễ dàng để một người nước ngoài lạ mặt được đón tiếp cởi mở ở quê nhà. May mắn, ông gặp Đại tá Xuân Phương, người từng nhiều năm phục vụ trong quân đội và nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình. Năm đó thì Bình Gia còn là một huyện biên giới mà không cho được người nước ngoài vào, là một. Ông bí thư tỉnh ủy Lạng Sơn, ông còn hỏi tôi là này, cậu có biết chắc cái con người này không? Cái con người này về đây làm cái gì? Tôi bảo không, tôi chỉ biết đó là một người con của Lạng Sơn, bây giờ trở về với Lạng Sơn. Trước kia, rất khó để tôi trở về Việt Nam. Bởi vì thời điểm đó, vùng đất này là vùng đất của những người dân tộc, người Tây. Họ vẫn chưa thực sự cởi mở, dù tôi có thể trở về. Họ cũng không biết tôi là ai. Và khi tôi gặp Đại tá Phương, tôi đã được đặt chân tới đây. Tại thành phố Lạng Sơn, tôi đã gặp họ hàng của mẹ tôi. Tôi đã trò chuyện, kể về mình là ai, và họ nhận ra bố mẹ của tôi. Sau đó, mọi người đã cởi mở hơn với tôi. Bố từng làm quan đồn Pháp, phụ trách ba huyện Bình Gia, Văn Quán và Bắc Sơn những năm Pháp thuộc. Ông đã có nhiều công sức cho mảnh đất này. Ông đã xây dựng trường học, bệnh viện, mở chợ, làm đường, giúp người dân bớt khó khăn. Sau hạnh phúc tìm lại được người thân gia đình, lại là một câu hỏi lớn đối với Pierre Marseille khi trực tiếp chứng kiến cuộc sống của người dân nơi đây. Ông Phương đưa tôi tới thăm bệnh viện. Nói đúng hơn chỉ là một lán y tế. Những ngôi nhà không chắc chắn lắm, làm bằng gỗ và đắp đất. Thật không thể tin nổi. Phòng phẫu thuật nghèo nàn và chỉ có những ngọn đèn dầu đặt bên cạnh. Người phụ trách lán y tế đó đã nói với tôi, đây, trong điều kiện này, chúng tôi phải tiến hành phẫu thuật. Tôi rất sốc và có ý định làm thay đổi một cái gì đó
và cố sức thử thay đổi. Một điều thật không tưởng, tôi chưa biết phải làm gì. Nhưng ngay sau đó, tôi nghĩ phải hiện thực hóa giấc mơ của mình. Tôi muốn tiếp bước cha mình, tiếp tục sự nghiệp của ông ở đây. Một kế hoạch xin tài trợ, huy động người thân, bạn bè thu thập các trang thiết bị y tế tại Pháp được tiến hành. Thủ tục xin tiếp nhận, vận chuyển 3 container thiết bị từ Pháp qua Việt Nam. Tập huấn, đào tạo y bác sĩ, tất cả đều nhờ sự trợ giúp của hội gặp gỡ đảo COS do Pierre thành lập. Và không thể thiếu sự giúp đỡ vô điều kiện của những người bạn Việt mới quen. Tôi là người không biết gì về cái thủ tục và lần đầu tiên tôi làm cái việc này. Cho nên tôi chạy vậy, hết bộ nọ đến bộ kia, từ bộ ngoại giao đến bộ y tế, đến bộ tài chính để chạy vậy để tiếp nhận cái việc này. Mà như thế tức là cuối cùng là các bộ đó đồng ý, tức là cho tiếp nhận không phải đóng tiền thuế. Tức là không phải nhập khẩu cái gì cả. Đây chỉ là tiếp nhận cái viện trợ nhân đạo thôi. Cái giai đoạn 97-98 sau khi mà mới đưa cái bệnh viện vào sử dụng thì được cái hội gặp gỡ COS Việt, đặc biệt là chỗ ông Pierre Maxey đã giúp đỡ một số cái trang thiết bị rất là tốt, ví dụ như là máy thở, máy tạo oxy, đã giúp rất là nhiều trong cái việc điều trị người bệnh, chẩn đoán điều trị người bệnh. Bởi vì với những cái trang thiết bị đó thì hồi đấy tuyến huyện thì rất ít huyện miền núi có cái đấy. Với thời điểm khó khăn ấy, với cái phương tiện thiết bị lúc bấy giờ, khi về thì nhiều cái chúng tôi bác sĩ mình biết chưa biết đường sử dụng, lại phải cử đi tập huấn để sử dụng những máy móc ấy. Và tuy là hai mấy năm rồi, bây giờ một số thiết bị là không dùng nữa, nhưng mà nhiều cái thiết bị thứ thì hiện nay vẫn còn được dùng ở trong bệnh viện, ví dụ như giường, như một số cái thiết bị khác. Ba container trang thiết bị y tế tương đương 4,5 tỷ đồng được vận chuyển từ Pháp về Việt Nam để phục vụ bệnh nhân của huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn thời kỳ khó khăn. Không một ký kết, sự hợp tác đều được dựa trên lòng tin giữa những người bạn Việt Pháp và đặc biệt là tình yêu của một người con lai với đất mẹ. Tôi là một người Pháp, một dân tộc ít người ở đảo COS, hay là người Việt Nam, dân tộc Tây. Tôi không thể lựa chọn. Tôi mang trong mình văn hóa Pháp. Thế nhưng tôi hạnh phúc vì mình thuộc về nơi đây và được mọi người đón nhận thân tình. Vâng, thưa quý vị, chính những người con như là Pierre Maxey đã góp phần làm mối quan hệ hai nước trở nên đặc biệt hơn. Còn có những người Pháp khác mà chính quãng thời gian làm việc, sinh sống và tiếp xúc với những người Việt Nam đã để lại những kỷ niệm sâu sắc trong họ. Gặp gỡ khán giả tuần này xin kể về câu chuyện của cựu đại sứ Pháp Claude Blanc-Germaison, người đã đảm nhận cương vị đại sứ Pháp tại Việt Nam từ năm 1989 cho đến năm 1993, một giai đoạn lịch sử còn muôn vàn khó khăn của thời kỳ đầu đổi mới của Việt Nam. Ông đã có những đóng góp quan trọng là cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với Pháp cũng như các nước phương Tây. Và câu chuyện của ông được kể qua cuốn hồi ký Những năm tháng làm đại sứ tại Việt Nam, được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia phát hành. Những năm tháng làm đại sứ tại Việt Nam, mỗi trang sách đều mang nặng sự trải nghiệm sâu sắc về cuộc sống đời thường ở mỗi nơi tác giả đã từng đi qua, ghi lại những dấu ấn của ông về những chính khách bình dị như Đại tướng Võ Nguyên Giáp hay nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. Cuốn sách là món quà dành tặng tất cả những ai đã khiến tôi yêu đất nước Việt Nam như tác giả đã viết. Đây là lần đầu tiên cựu đại sứ Pháp Claude de Blanc-Germaison đến thăm nhà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một vị tướng kiệt xuất và một trong những nhà lãnh đạo mà ông có nhiều dịp gặp gỡ trong thời gian 4 năm làm đại sứ tại Việt Nam. Thắp một nén nhang trước bàn thờ của Đại tướng, chia sẻ với con trai Đại tướng những kỷ niệm và câu chuyện cảm động về người. Thật cảm động khi được thăm ngôi nhà mà Đại tướng đã sống và làm việc trong suốt bao nhiêu năm.
Đó là một nhân vật lịch sử có tầm ảnh hưởng không chỉ ở Việt Nam mà cả ở Pháp. Thời gian tôi làm đại sứ tại Việt Nam, tôi đã có nhiều dịp được gặp và trò chuyện cùng đại tướng. Khi đó đang là phó thủ tướng. Kỷ niệm đáng nhớ nhất chính là khi ông tham gia phát biểu và hòa giọng hát bài quốc ca Pháp tại buổi lễ kỷ niệm 200 năm quốc khánh Pháp tổ chức tại Đại sứ quán ngày 14 tháng 7 năm 1989. Võ Nguyên Giáp và phu nhân, bà Đặng Bích Hà từ trên xe bước xuống. Và đó quả là sự ngạc nhiên đầu tiên. Bởi chuyện rất bất thường là một nhà lãnh đạo Việt Nam xuất hiện trước công chúng cùng với phu nhân của mình. Ngạc nhiên thứ hai, vị tướng diện đồ dân sự, điều rất hiếm hoi. Thông thường thì biểu tượng của dân tộc luôn luôn vận quân phục. Không chỉ dành nhiều tình cảm cho tướng Giáp và những người bạn Việt Nam, cuốn hồi ký những năm tháng làm đại sứ tại Việt Nam gợi nhớ lại những khó khăn của thời kỳ Việt Nam đã nỗ lực vượt qua bao vây cấm vận, bắt đầu chuyển đổi từ kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường, về chính sách đối ngoại bình thường hóa và đa dạng hóa quan hệ với các nước trên thế giới. Đó là cả một quá trình khi Việt Nam chuyển từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường hướng ra bên ngoài. Chính phủ Pháp luôn mong muốn hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi này, đóng vai trò là cầu nối giữa Việt Nam với các nước phương Tây khác và việc hợp tác đã mang lại những kết quả tốt đẹp. Thời kỳ năm 1989 đến năm 1993, trong bối cảnh Việt Nam chưa bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ và chưa gia nhập ASEAN, với những nỗ lực của đại sứ Blanche Maison, quan hệ giữa Việt Nam và Pháp đã đạt được những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, khoa học công nghệ, đào tạo tiếng Pháp, du lịch, văn hóa và điện ảnh. Ba bộ phim nổi tiếng của Pháp đã được quay vào thời điểm đó là Điện Biên Phủ, Đông Dương và Người Tình. Trở lại Việt Nam lần này, ông gặp lại rất nhiều những người bạn Việt Nam, những người đã tham gia vào những dự án hợp tác Việt-Pháp. Ông và đại sứ Blanche Maison không chỉ là một nhà ngoại giao lớn, nhà ngoại giao chuyên nghiệp, nhưng điều quan trọng hơn cả, ông là một nhà ngoại giao rất có tâm và có lòng yêu mãnh liệt Hà Nội, người dân Hà Nội và Việt Nam nói chung. Chính vì vậy mà ông mới ghi lại tất cả những cảm xúc và tình cảm của ông trong những năm tháng đó để từ đấy có cuốn sách này. Trong nhiệm kỳ của mình, sự kiện nổi bật và có ý nghĩa nhất mà đại sứ Claude Blanche Maison đã góp phần tổ chức chính là chuyến thăm chính thức của Tổng thống Pháp François Mitterrand đến Việt Nam tháng 1 năm 1993. Chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Pháp và một Tổng thống phương Tây đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ giữa hai nước. Chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Pháp đến Việt Nam diễn ra vào năm cuối cùng trong nhiệm kỳ 4 năm của tôi ở Việt Nam là kết quả của rất nhiều nỗ lực ngoại giao. Sự kiện đó đánh dấu một thời kỳ phát triển mới trong quan hệ giữa hai nước, đồng thời cũng khẳng định chính sách đổi mới và mở cửa của Việt Nam là vô cùng đúng đắn, khích lệ các nước phương Tây khác hợp tác với Việt Nam. Tôi với ông Blanche Maison lúc bây giờ là hai người trong số nhiều người khác nữa chuẩn bị cho chuyến thăm của François Mitterrand ở Việt Nam. Ngoài những việc cụ thể ra, ông đã tạo dựng nên một cái mối quan hệ thân thiện giữa Việt Nam, giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Pháp. Tôi trên hết muốn bày tỏ lòng kính trọng tới những người dân Việt Nam mà cùng với họ tôi đã trải qua 4 năm rồi khám phá họ trong một bầu không khí đầy sáo động. Một dân tộc đáng ngưỡng mộ và đầy sức thu hút. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam năm 1993, đại sứ Blanche Maison tiếp tục được bổ nhiệm làm đại sứ Pháp tại Ấn Độ, Nga và Tây Ban Nha. Dù ở đâu thì những ấn tượng sâu sắc và tình cảm yêu mến đối với đất nước và con người Việt Nam luôn là một trang ký ức đẹp trong sự nghiệp ngoại giao của ông. Những tình cảm tốt đẹp mà vị cựu đại sứ Pháp dành cho đất nước và con người Việt Nam cũng đã khép lại chương trình gặp gỡ khán giả tuần này. Mọi đóng góp và chia sẻ của quý vị hãy gửi thư về cho chúng tôi theo hộp thư điện tử gapgokhangia@vtv.vn hoặc là địa chỉ chuyên mục gặp gỡ khán giả, phòng chuyên mục tiếng Việt, Ban truyền hình đối ngoại Đài truyền hình Việt Nam, số 43 Nguyễn Chí Thanh, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam. Quý vị cũng có thể xem lại chương trình trên trang điện tử vtv4.vn hoặc kênh YouTube tại địa chỉ www.youtube.com/vtv4go.
Và cũng đừng quên theo dõi các tin tức cập nhật của VTV4 qua trang Facebook VTV International. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.